Nghệ sĩ Chí Tài sinh ngày 15 tháng 8 năm 1958 tại Phú Nhuận, Sài Gòn, quốc tịch Hoa Kỳ. Ông bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1976 tại Sài Gòn. Năm 1981, ông sang định cư tại Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Ông bắt đầu học đàn guitar và thành lập nhóm nhạc Chí Tài Brother, gồm có Chí Thiện, Quang Mỹ, Phương Loan, Kiều Linh, Chí Thái và Nam Sơn. Sau đó, ông tham gia cùng Trung tâm Thúy Nga Paris từ Paris by Night 15. Từ năm 1999, ông chuyển sang lĩnh vực hài và gặt hái nhiều thành công trên con đường nghệ thuật. Ông đã cộng tác cùng Thúy Nga Paris, Trung tâm Tình và Trung tâm Vân Sơn. Những năm gần đây, ông chuyển về trong nước và gắn bó với sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Ông đã tham gia nhiều chương trình cùng các nghệ sĩ như Hoài Linh, Trường Giang, Việt Hương và Thúy Nga. Năm 1987, ông kết hôn cùng với Phương Loan, ca sĩ chính trong ban nhạc Chí Tài Brother. Hiện tại, Phương Loan vẫn đang định cư tại Mỹ. Nghệ sĩ Chí Tài qua đời vào ngày 9 tháng 12 năm 2020 do đột quỵ tại chung cư nơi ông đang sinh sống, tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều thông tin cho rằng ông được tìm thấy tại chân cầu thang tầng 7 của chung cư nơi ông đã sinh sống. Theo nhiều nghệ sĩ, Chí Tài là một nghệ sĩ tài năng của làng hài Việt Nam. Mặc dù là một nghệ sĩ đàn guitar, nhưng ông lại thành công trên con đường kịch hài. Và Chí Tài qua đời, sự ra đi của ông là niềm thương tiếc của người hâm mộ cũng như khán giả hài cả nước. Xin chia buồn cùng gia đình và các nghệ sĩ.